Sáng nay, Costa Rica đã công bố kết quả bầu cử tổng thống vòng 2. Theo đó, ứng cử viên Rodrigo Chavez thuộc đảng Tiến bộ Dân chủ xã hội đã giành chiến thắng với 53% số phiếu bầu. Theo kết quả kiểm 93,54% số phiếu bầu, ứng cử viên Chavez đã giành 52,89% số phiếu ủng hộ, cao hơn gần 6% so với đối thủ là ứng cử viên Jose Maria Figueres của đảng Giải phóng Quốc gia. Hiện ông Figueres cũng đã thừa nhận thất bại và công nhận chiến thắng của ông Chavez trong chiến lược tranh cử, ông Chavez cam kết xóa bỏ độc quyền, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phúc lợi xã hội, giảm giá gạo, giá năng lượng và trợ giúp người nông dân. Tuy nhiên, đây sẽ là nhiệm vụ đầy khó khăn với tổng thống đắc cử của Costa Rica do quốc gia Trung Mỹ này đang phải đối mặt với tình trạng kinh tế suy giảm do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Hiện 1 phần 5 trong tổng số 5,1 triệu dân nước này đang sống trong cảnh nghèo đói và tỷ lệ thất nghiệp đang ở mức 15%.